Thì thường thường á là ba nó là hôm trước á là ba nó là có đi làm rồi có nghỉ rồi mới đi làm á được tuần lỡ rồi ông nghỉ rồi có sao nói vậy là ông mới nói là bữa nay ông cho bữa nữa rồi mai ông đi làm. Thì ông cái ghế lên ở trên chợ thì ông mua miếng thịt, thì cái con nhỏ bán thịt nó mà hỏi chơ sao bữa nay anh tính không đi làm, mà nói thôi bữa nay tôi cho ông bữa nữa tôi xuống nhà thằng bạn tôi cho ông bữa nữa tôi đi thăm ông ba, là cái ông ba nào nói chết ở Ngọc Lãng phía dưới đi ghê ấy, là tôi cho tôi xuống dưới tôi thăm rồi mai tôi đi làm. Rồi xong rồi là nó cho với cái thằng đấy mà nó cũng có uống chút ít chứ không phải là đi chơi mà không uống. Thầu nó không có đi xuống nó thăm mà nó đi quần trở lên, là ý nghĩa nó là nó rủ cái bè phía trên nó là đi thăm đó. Là cái xong rồi nó đi lên nó là có sao nói vậy là nó gặp anh hai là ông con của bà cô nó đứng nó nói chuyện là ông cũng bệnh tai biến, đồng hỏi thăm là anh hai này đỡ đồ không, thì anh hai ông ấy nói anh hai này cũng đỡ đi đứng đồ cũng được rồi, nó cho nó nói chuyện đậu thì nó lên, có sao nó nói lên là hai cái thằng đây á, cái thằng đây với thằng sắp sau là nó cũng uống, nó uống từ sáng cho đến trưa rồi mà nó cũng say rồi mà nó cũng dùng là kiểu như thuốc có, thì nó mới nói là nó đi lên đó là đợi định đi à, nó cho ghe đồ ăn, thì cái thằng đó mới nói, ta thấy lên là nó mới quét vô đây cho chú tính, thì vô là có sao nói vậy là nó bước vô trong nhà cũng mới nên vậy này cũng trệt vậy này nó bước vô trong cái cửa ở ngoài sân rồi bước vô trong cái cửa là cái thằng đó nó rút cái dao ra nó một khắc một. Xin chào các nhà đã quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên và một cái sự việc đau lòng vừa xảy ra cách đây không lâu, đó là có một cái gia đình mà người cha thì cha là gà trống nuôi con, cuộc sống thì vất vả mưu sinh, thì không may là trên đường đi làm về thì bị một tên ngáo đá tác động vật lý qua đời. Vì vậy mà cuộc sống bây giờ là những người con rất là bế tắc. Vì vậy hôm nay khi mà có mặt ở Phú Yên thì Nhân cũng mong muốn rằng là mình sẽ ghé thăm gia đình để mà tìm hiểu câu chuyện đau lòng vừa xảy ra. Thì bây giờ Nhân mời cả nhà hãy cùng đồng hành video này với Nhân để tìm hiểu về câu chuyện này nhé. Sao em? À vậy hả? Chào anh. Em tới em thăm gia đình. Dạ dạ. Điện đâu em? Điện đâu? À, đốt giùm cho anh cây nhang em. Cảm ơn. Em đi ra nói thăm xíu nghe. Đi ra ngoài ấy, ngồi cho nó khỏi bị mỏi chân. À, chân em bị ấy hả? Bị teo. À, em ơi, trước tiên á thì được sự giới thiệu của mấy anh em ở Phú Yên á thì anh cũng chia buồn với gia đình của em nghe. Dạ, với lại là ngày hôm nay anh tới anh hỏi thăm á để tìm hiểu với lại là giúp đỡ thêm cho gia đình. Thì em có thể kể lại cái sự việc mà cái ngày hôm đó ba em đi làm về như thế nào có thể kể cho anh với lại cả nhà được nghe được không? Hôm đó ba em đi làm gì ông đi đường đó ông ghé lại nghe ngang chỗ đó
Má vô chú là gì? Ở trong chú của tiếng Nam nói cho em cũng biết. Má vô chú là hai phút. Thì... Có nghĩa rằng là ba em đang trên đường đi làm về. Dạ. Mà tự nhiên ghé vào cái nhà đó làm chi? Dạ, đó là em biết lâu nào mới ghé. Lâu nào mới ghé. À. Thôi dù không ghé. À, vậy thì á là em còn ai anh em gì nữa không? Dạ, còn đứa em gái nữa. Còn đứa em gái nữa? Dạ. Vậy thì là hai anh em á là sống cùng với ba nhưng mà có mẹ cùng không? Dạ không, mẹ bỏ đi hồi năm tuổi á. Mẹ bỏ đi lúc 5 tuổi? Dạ. Vậy thì năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 21. Là 22. À là mẹ đã bỏ đi khoảng hơn 16 năm. Dạ. Em còn xíu cái ký ức gì về mẹ không? Dạ không. Vậy thì bây giờ em còn đi học hay là có làm cái công việc gì không? Dạ không, hồi trước em phụ hồ. À, hồi trước đi phụ hồ hả? Rồi em cái chân của em á, em bị như thế này lâu chưa? Dạ em á, bị năm trước. À, cái lúc đầu thì nó như thế nào em, cái chân của em á? Dạ, cái chân này treo con cặp bên bắp tay à, bên em nó nở đi. À, thôi được rồi, để em coi. À. Có nghĩa rằng là cái chân bên trái nó đang teo lại. Dạ. Dạ, nó yếu nửa ra người, không căm gì được đâu. Nó yếu nửa ra người. Yếu nửa bên người luôn? Dạ. À. Có nghĩa là bây giờ cái tay bên này nó yếu không em? Dạ, run run vậy. À, em đưa lên là không được luôn? Đưa lên được. Hả? Em đưa lên được. À, đưa hỏng lên thử anh coi. À, nhưng mà nửa bên đây là yếu rồi ha? Dạ. Em gái của em là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 17 tuổi. Vậy thì là em gái của em á còn đi học không? Dạ không. Thì thật ra thì ngày hôm nay tới thăm gia đình là để chia buồn với gia đình. Với lại là cũng muốn tìm hiểu cái sự việc nó như thế nào mà nó lại xảy ra như vậy và đau lòng như vậy á. À. Dạ. Thì thường thường á là ba nó đó là hôm trước á là dạ. Ba nó là có đi làm rồi có nghỉ rồi mới đi làm á được tuần lỡ rồi ông nghỉ rồi có sao nói vậy là ông mới nói là bữa nay ông cho bữa nữa rồi mai ông đi làm thì ông có ghé lên ở trên chợ thì ông mua miếng thịt thì cái con nhỏ bán thịt nó mò hỏi chơ sao bữa nay anh tính không đi làm mà nói thôi bữa nay tôi cho bữa nữa tôi xuống nhà thằng bạn tôi cho bữa nữa tôi đi thăm ông ba là cái ông ba nào nó chết ở Ngọc Lãng phía dưới đi ghe ấy là tôi cho tôi xuống dưới tôi thăm rồi mai tôi đi làm rồi xong rồi là nó cho với cái thằng đấy mà nó cũng có uống chút ít chứ không phải là đi chơi mà không uống. Dạ, dạ. Thầu nó không có đi xuống nó thăm mà nó đi quần trở lên là ý nghĩa nó là nó rủ cái bè phía trên nó là đi thăm đó là cái xong rồi nó đi lên nó là có sao nói vậy là nó gặp anh hai là ông con của bà cô nó đứng. Dạ. Nó nói chuyện là ông cũng bệnh ông một mình tay biết đồng hỏi thăm là anh hai này đỡ đồ không thì anh hai ông ấy nói anh hai này cũng đỡ đi đứng đồ cũng được rồi nó cho nó nói chuyện đậu thì nó lên có sao nó nói lên là hai cái thằng đây á cái thằng đây với thằng sắp sau là nó cũng uống nó uống từ sáng cho đến trưa rồi mà nó cũng say rồi mà nó cũng dùng là kiểu như thuốc có thì nó mới nói là nó đi lên đó là đỡ nó định đi à nó cho ghe đồ ăn thì cái thằng đó mới nó ta thấy lên là nó mới quét vô đây cho chú tính thì vô là có sao nói vậy là nó bước vô trong nhà cũng mới nên vậy này cũng trệt vậy này. Dạ. Nó bước vô trong cái cửa ở ngoài sân rồi bước vô trong cái cửa là cái thằng đó nó rút cái dao ra nó một khắc một lại bắt đầu làm mũ rồi chỉ tùm lum tả lẽ đầu bắt đầu cái nó dư cái thằng đây nó bịt cái đây nó bịt đi nó đi lên một đoạn đường ngay chỗ nghe ngã ba ấy cái nó thấy cái thằng mà treo cái lồng chim ở ngoài đường ấy, nó nói anh tới kêu giùm nhà thì cái thằng đấy nó mới tới kêu cái nhà nó nói tính nó bị xe quẹ người ta
Người kia thì có sao nói vậy, là thằng đứa cái con em đây nó chạy ra, chứ thằng em nó chạy ra thì thằng em nó mới lật ra, nó nói anh tính em nè, anh tính em nè, và trong khi đó là nó tay lê tay lét là nó phèo nước miếng hết rồi. Thì thâu nói chứ thâu cũng chở đi thì lên tới Tha Sang này chở hết được rồi, nặng quá nó cho ba người mà nó to hơn đầu chở lên, là cái thằng Hưng đây nó nói thâu kêu taxi cho chở đi không có được nữa, cái xe nó quá giặt đây, chở xuống tới dưới là có sao nói vậy, là vô trong phòng cấp cứu ấy, thì cái ông cấp cứu ông nói cho em quá nhiều, mất quá nhiều, chắc không có thở qua được, thì ông mới nói vậy á. Thì là hỏi là người nhà hỏi là bây giờ chẩn đoán nó bị cái gì, thì ông chẩn đoán là nó bị phổi, đâm trúng phổi. Thì xong rồi cái con mà ở trong ấy, con y tế, con hộ lý gì vậy mình không biết, nó biểu ra chị mua 5 cái lít rượu với 20 cái khăn trắng, em vô em lau mình mấy cho, với mua một bộ đồ Bilama đỡ bận cho giờ mình mấy mi đầu cổ đồng. Mà cái con đã có sao nói vậy, nó lau sạch sẽ không có sút một cái chỗ nào ha, bằng Bilama đồ xong hết rồi xong là hỏi nó lấy bao nhiêu tiền, nó lấy 600.000 ở trong nó lấy 600.000, xong rồi là thằng anh nó nói gì ở đây là nó chạy về trước, là con em ở dưới là thâu mày theo xe mày về theo sau với em, thì công an vừa xuống là nó đình lại, nó không có cho, nó biểu là chở ra nhà xác ấy là đỡ nó mổ cho nó biết là trúng cái gì đỡ sau này mình khỏi kiện cáo, là tất nhiên mình khỏi nó qua nó lại. Thì người nhà cũng mới đầu cũng không đồng ý, nó thôi nó chết rồi, đỡ chết chứ bây giờ mổ ra thì cũng tậu xong cái công an bên điều tra nó không có chịu, nó nói phải mổ, thâu cũng đem ra nhà xác mổ xong rồi bác sĩ nó và mấy người đó là mổ ra là nó trúng phổi. Trúng tim má đầu bác sĩ nói trúng phổi rồi trúng tim qua đây quên vậy rồi xong rồi nghe xong hết rồi làm giấy ký rồi đưa gì đưa về 4-5 giờ chiều ạ. Thì con được nghe mấy anh chị em chia sẻ rằng là chú ấy là gà trống nuôi con mười mấy năm rồi, đúng không, mười mấy năm ạ. Bây giờ thì là hầu là trước khi là bờ ở đây là hầu là có sao nói vậy, là cái nhà nó không phải dày, nó sập có mấy con to nè. Rồi xong đầu là kiểu như bé nó bỏ đi là nó là 5 tuổi, là em nó 3 tuổi. Em là kiểu như coi ngó anh em nó. Kiểu như là nó còn nhỏ bệnh đau hoặc là sơ miệng sơ đồ là mình ẩm mình đi, là mình nói chứ hầu đó là ba nó cũng buồn. Có sao nói vậy, mình nấu bơ cơm bên đây mình đem qua cho anh em nó, ba nó cũng khuyên rồi này vậy, thâu nó bỏ nó đi rồi, thâu bây giờ cha con ở rồi có qua có lại, chị em có qua có lại. Thì có sao nói vậy, là hầu ba mẹ nó đi một lợm nhâm nhựa mà cũng khổ lắm, cũng nhờ lợm nhâm nhựa là cứ hệ ba nó là sáng đi làm, còn nó là má có mười mấy tháng ấy, rồi nó đi lượm nhâm nhựa là cứ hễ nó bỏ vô cái bi đông trước vậy nè, rồi nó có cái giỏ sắt, rồi cái nó qua nó quăng hết mền đồ vậy, tại nó đi sớm ấy, rồi nó quăng hết mền vậy, rồi nó ra ngay chỗ em ấy, em bán ở bên kia này, em bán ngay chỗ công an, hầu còn công an kia là nó nói chị ba em chở nó theo, em lượm nhâm nhựa trước hết, em nhận nhâm nhựa sáng rồi em đi mua nhâm nhựa, thế tôi nói thâu con em lượm nhâm nhựa thâu em lượm mà em gì ở chứ cháu nó nhỏ mà em chở đi trưa trùng bóng mà nắng dây mà bao quay nó hết chứ sao nó nực nó nóng rồi tội tậu dữ ạ. Nó nói giờ cũng cái ai là hầu mớ đầu nói là nó là người khổ nhất. Rồi xong rồi là bắt đầu thời gian nó đi nhôm nhựa, nó ra về đường rồi nó đi cứ nó lượm, rồi có cái thằng cũng đi lượm hay đi làm gì không biết, cũng vỡ hồ đồ ấy, rồi cái gặp cái hai đứa nó què nó lại, cái con đây nó thương ấy, nó thương thằng đó cái nó gì à, cái em mới nói cho đi coi má mày bà, bữa nay bà lạ sao mà bà cứ bỏ, rồi cũng chừng sau này là cũng được một năm mấy á, hàng nhiều ấy, một năm mấy hai năm gì á, là có cái đứa nhỏ kia, kêu nói má mày bà lạ sao nay bà có người hoài vậy, sao con đồ bạc em mày bà bảo cho ăn mà bà cứ bà gọi đấy rồi bà đi, tí ra chừng mình theo dõi là
biết cái thằng kia là nó cũng bỏ vợ, nó đi xuống phường phường tư á, nó cũng mướn nhà đầu xăm con đi bỏ che nó, rồi cùng xuống đó mướn nhà ở chung đó, rồi xong rồi ông bác nó là hầu còn sống ấy là ông mới nói nó ẩm là nó ẩm con nhỏ đi với thằng đây đi, thì ông bác nó còn sống là ông nói bắt cái thằng lại là tất nhiên là kiểu như là nó giữ lại cái con em luôn, mà không có ngờ là nó giao hết luôn. Ý là nói bắt lại đứa đây thì nó giữ con em, nó giữ má nó luôn, mà không ngờ là kiểu như là nó giao hết nó đi rồi có sao nói nồi vậy, là chị đi núi với ạ, là đi thắp nhang trên núi với ạ, là chị gặp nó về kia, nó nói thôi chị ba em đi, em gọi mấy đứa cháu cho chạy rồi. Trước khi mày đi á, mày phải suy nghĩ, tại vì con nó còn nhỏ, mà mày đi vậy á, thì sau này mày quay gì á, thì sợ xóm làng mày nói, thâu cái chuyện gì nó đâu nó cũng vào đó, thì giờ chồng ai nó cũng cần lộn, thâu em quay gì em nuôi cháu đồ cho tậu, chị đồ thì em nói em đi, thì chị cậu đồ cô đồ đây cũng nuôi vậy, đồ nậu đồ cũng nuôi được, không, chứ mà dù gì cũng có cha có mẹ, á, nó mới ấm, đầm ấm hơn, năn nỉ nó miết nó không chịu, nó đi là nó đi, xong nó đi luôn đến bây giờ luôn á. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đi đó thì có quay trở về thăm không, em không? Không luôn hả? Đi luôn á, đi luôn rồi xong rồi. Hả? Là gì? Thằng đây là nó đi chơi trên đường, đi chơi phía nó gì là không biết là tí hay là hoặc là xe mang, mình không có biết cái chuyện đấy. Dạ. Rồi xong người ta nó thấy vậy rồi nó báo cho người nhà lên, rồi cái thằng cậu na đây nói thôi bây giờ cũng không có một đồng nào, nếu mà bây giờ là đỡ mai mốt á thì thâu cứ tạm thời đi qua Quy Nhơn ấy, bạn bè với ở người nhà cứ góp lại cho 1 triệu ấy, đi tạm thời được 6 triệu đi Quy Nhơn đi, rồi mai mốt mình thằng đây nó nói, thằng cậu nó nói là không có là tao đi xin. Rồi thằng cậu nó mưa yếu, cái thằng bạn của thằng cậu nó trở lên phía ngoài này. Là phía mé nó là họ nói báo cho ông cậu, ông mới cho được làm nào cho, thì lên trên đó là ông cậu nó mới gọi cho nó, mé nó cái chồng ở Sài Gòn, giờ hiện giờ ở cái chồng ở Sài Gòn được 2 đứa con, mà 2 đứa con trai, thì gọi vô cho nó trong, nó dứt dạc là nó dứt dạc luôn, chứ nó không có con gì cái tình nghĩa nó gì à. Thì ông cậu nó bà ông anh cô mẹ nói mày bỏ cha nó thì mày bỏ, mày không có còn thương cha nó, chứ còn con mày nó không có liên can gì hết á, mày gì á thì thâu mày không có tiền á thì thâu mày gì á mày ở với nó Quy Nhơn bữa 2 bữa của tình mẹ con, cái nó nói nó không có gì à, nói là bây giờ nó dứt dạc luôn. Thì từ đó là phía ngoại nó không bao giờ tới lui được hết á. Có sao nói vậy, sớm đây nó góp lại nó cho 100, 200, 300, 500 đồ giấy đồ chữa đồ cái xong rồi, có sao nói vậy là cái con chị nó nè, con chị là em của ba nó là có con, rồi nó lên cộng đồng mạng rồi nó ủng hộ, nó cho người 5 triệu 3 triệu là nó chữa đến giờ đây nó cũng đỡ hết rồi, cái nó nghĩ nó cũng có chăm cứu nữa. Như là trên đường em đi về là gặp nạn hả? Tí hoặc là nó không nhớ gì hết, tí xuống đó là bất tỉnh là chở vô là kiểu như máu mê đầu, bắt đầu xuống bệnh viện mình, nó nói là bây giờ là nó CT đồ hết rồi, mà ở trong não thì nó có cái vấn đề, cái nó nói thâu đỡ là mai là nó chụp lại là nó mổ. Là người nhà là cũng sợ, thâu bây giờ cấp thời là mướn cái xe cấp cứu bệnh viện luôn, mà trong đó là cái thằng kia nó bày là nó nói là kêu cái xe mà từ thiện ấy cho nó đi. Nó ra nó lấy 1 triệu, 1.7 triệu gì là bắt đầu là đem ra quỷ là nó nằm ở Quy Nhơn. Quy Nhơn là nó, bác sĩ Quy Nhơn là nó cũng báo là nó cũng không có ổn á. Nếu á mà nó có ổn nữa nó cũng tàn tật ha, nó kiểu như là vô sinh, là kiểu như nằm chỗ là không nhớ không đồ. Người nhà khóc năn nỉ bác sĩ nói thâu đưa đi Sài Gòn, ông bác sĩ ở quỷ ông nói đỡ đây là ông giúp cho, chứ bây giờ là đưa đi Sài Gòn ở đây mà giúp không được thì Sài Gòn cũng có còn không được. Ông mới nói vậy. Rồi nhờ ổng thì cố gắng cũng gọi tiền cho ổng chút ít, mình nghèo chứ cũng cho ổng cũng chút ít thôi đỡ có gì. Không phải là mình tự nguyện, chứ không phải là bác sĩ nào mà xin. Cái đó. Rồi mình nói thôi cờ nó lo cho em nó rồi có gì ấy, đồ vậy rồi ổng nói đỡ đây ấy. Rồi mình cũng gọi tiền, mình mua nước đồ gọi cho mấy ông uống, chứ không phải là ổng ấy. Ổng xin đồ ý vậy.
Có nghĩa rằng là em ấy bị gặp tai nạn nhưng mà không nhớ là mình gặp tai nạn như thế nào và trong cái trường hợp gì luôn. Không. Tỉnh dậy là không có biết gì hết luôn. Không. Trời đất ơi. Và vì cái di chứng của cái tai nạn đó cho nên là em ấy chân bây giờ đang teo lại à? Đó, vậy. Trời. Máu tụ não. Máu tụ não. À, máu tụ não nữa hả? Trước mà bác sĩ nó mổ ra là mổ ra là bằng gì đâu, 50-50 đó. Trời. Em nuôi đó mấy hả, tới con giả bán mấy. Dạ, có nghĩa rằng là bác sĩ người ta khuyến cáo là không nên mổ. Là đưa thuốc đó là đỡ là tan một băng rồi. Uống đỡ cho nó tan. Trời, vậy thì ba của em ấy là làm cái công việc gì? Thợ hồ. Làm thợ hồ à? Dạ. Vậy thì em ấy bị tai nạn lâu chưa? Đây cũng chắc cũng 2 năm rồi. Năm 2021 là tối ngày mùng 10 tháng 12 phải không? 10. Năm mấy gần 2 năm rồi ạ. Đó, chỗ chắc mình án như vậy nãy biết ngay giờ. Dạ thôi không cần đâu, mình chỉ án chừng như vậy là được rồi. Nhớ y như ngày. Bây giờ em thấy sức khỏe của em như thế nào? Yếu hả? Đi nó cũng luôn luôn. Mới chăm cứu lại đây, mới đi nhờ cái cá đám ba nó cho nó mới chăm được 3 ngày đây. Chứ bữa giờ là 2 ngày. Bữa mùng 2 đến giờ. Chứ hôm nay là vậy là trước đó là không có tiền để đi chăm cứu. Ừ, không có tiền. Em thấy là chăm cứu thì em có thấy đỡ hơn bình thường không? Thì nó đỡ được ít. Bởi vì là khi mà nghe cái giọng nói của em trai thì thấy cũng bị hơi khó khăn trong cái vấn đề nói chuyện phải không em? Dạ không, em bị ăn không được, hay chiếc ống còn như này. Ăn không được luôn, là phải truyền thức ăn vào đây. Trời. Nó xây thiệt nhỏ rồi bắt đầu đổ bơm xuống. Dạ. Cuộc sống khó khăn. Đã vậy rồi, không bây giờ thế này nữa. Rồi em gái của em ấy em rồi. Gái của nó là hầu là nằm được là 20 ngày rồi thằng đấy dìa đầu nó nói thôi bây giờ là ăn Tết rồi là hết cái tháng đấy rồi nó vô Sài Gòn nó làm nó gửi với 1 triệu cho có mua thuốc mua thang uống. Dạ. Là em gái nó vậy là bây giờ em gái là phải hy sinh đi làm xe để mà nuôi anh mình để chăm cứu trị bệnh. Em gái hiện tại là làm ở Sài Gòn hả cô? Ừ, nó mới chứ này cách hồi bữa ba nó chết là cái ngày 1 giờ sáng liệm là ngày 19 là 1 giờ sáng là nó giờ 5 giờ rưỡi sáng á. Đó mà cũng chưa đỡ cho nó giờ nó thấy mặt. Còn thằng kia làm ở Đà Nẵng mà giờ 8 giờ chôn hết rồi 8 giờ đi mà giờ. Bây giờ còn có mỗi 2 anh em thôi mà bây giờ em gái làm trong đó nữa. Bây giờ vì là có mỗi mình em trai sống đây gì đây thôi. Sống đây là nhờ cô. Em có nấu ăn được không? Dạ. Yeah. Em như ấy như gì sao nấu ăn được, nấu uống được không? Cô đồ nè, nhờ cô đồ qua nấu đồ hồng bé nó đi cũng nhờ tụi em qua giặt giũ áo quần cho bé nó không buồn, không đi miết à. Dạ dạ. Ừ, quét dọn nhà cửa lâu của mình. Tại vì lâu cũng nậu đồ cô đồ chứ giờ ba nó ông cũng buồn đi miết lang thang miết mà. Vậy thì mỗi lần chăm cứu thì họ lấy bao nhiêu tiền em? 10 ngày 700. 10 ngày 700. 10 ngày là 700 nghìn thôi rồi. Nhưng mà phải đi duy trì thường xuyên. Vậy con nói vậy em nói giờ cũng như cũng khổ. Giúp con 10 ngày 500. Ý là ông lấy là 10 ngày là 700, hôm trước ông chân là chiên à. Ông trên chăm cứu á, rồi thời gian hết tiền rồi nó nghỉ. Rồi giờ đây nó có tiền của ba nó ấy đây rồi nó cho nè. Nó nói thôi bây giờ nói với ông chăm cứu đấy là thôi giờ cho nó xin 200 mà nó đưa bè 500. Cũng như 700 mà cho nó 200 rồi nó xin lại 200 nó đưa 500. Có nghĩa rằng là trước đó là hai cha con sống rất là khó khăn cho nên là không có tiền để đi chữa bệnh. Thôi thật ra thì bây giờ là sự việc đau lòng nó đã xảy ra rồi. Bây giờ chúng ta không nên đào sâu thêm vào cái câu chuyện đó nữa. Với lại là cái chuyện mà mẹ em đi cách đây cũng khá là lâu rồi. Nó cũng là một cái quá khứ mà nó qua lâu rồi. Và ngày hôm nay thì khi mà tụi con tới đây thăm thì cũng mong muốn rằng là sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân để tiếp sức cho em trai để trong tương lai em ấy có tiền để đi chăm cứu để hy vọng rằng là căn bệnh nó sẽ được bình phục khoảng hơn 90% để em có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.
Thôi giờ gia đình này, em cũng thay mặt cô, thôi em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cháu đã đến nó được đi được đỡ ấy mạnh giỏi đỡ nó làm hai anh em nương tựa nhau. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay khi mà ghé thăm gia đình đó thì Nhân sẽ thay mặt gia đình của cô Hà sẽ trao một cái khoản tiền để giúp em trai trong tương lai là sẽ có tiền để chữa bệnh. Thì Nhân xin phép cô Hà là con sẽ trích cái số tiền quỹ của gia đình cô Hà với cái số tiền là 5 triệu để mà hỗ trợ giúp đỡ cho em trai. Số tiền này em trai cầm phải không? À, đưa cho cháu. Anh thay mặt gia đình cô Hà ở nước ngoài tặng em số tiền 5 triệu để chữa bệnh nha. Cậu con cảm ơn. Cảm ơn cô ơi. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chị giúp đỡ con. Dù sao thì bây giờ chuyện nó cũng qua rồi. Bây giờ em cố gắng chữa bệnh nha. Tinh thần lạc quan lên để bình phục, để hòa nhập lại với cuộc sống bình thường nha. Thôi thì ngày hôm nay thì tới thăm gia đình đó, cũng chia buồn với gia đình, với lại chúc toàn thể gia đình có nhiều sức khỏe hết nha cô nha. Thôi bây giờ tôi còn cũng xin phép nha. Em cũng thay mặt cảm ơn mấy anh nói chị tới thăm cháu. Dạ. Thôi cái gì con đi nha. Anh đi nha em trai, cố gắng lên nha, cố gắng lên. Thực sự mà nói thì cái chuyện xui rủi thì không ai ngờ tới. Nhưng mà dù sao thì sự việc nó cũng đã qua rồi. Những cái gì mà của ngày hôm qua nó là quá khứ. Và bây giờ chúng ta sẽ lo hiện tại và tương lai. Khi mà tới thăm gia đình thì thấy em trai sống có một mình như vậy thôi. Mà đã vậy thì mang cái tai nạn mà cách đây không lâu em ấy mắc phải. Vì vậy bây giờ rất là còn cái số tiền để mà chạy chữa cái bệnh đó. Thì ngày hôm nay Nhân xin phép trích số tiền quỹ của gia đình cô Hà gửi cho Nhân để hỗ trợ cho em trai để vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này. Một cái sự mất mát rất là lớn về tinh thần. Và một lần nữa thì cảm ơn cả nhà đã xem hết cái video này. Và nếu mà xem thì đừng quên là đón chờ những cái video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.